Còn theo Ban An toàn Giao thông tỉnh Hưng Yên, trong 5 ngày nghỉ lễ, trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người, bị thương 10 người. So với dịp nghỉ lễ năm trước, tai nạn giao thông giảm 5 vụ, giảm 3 người chết, tăng 1 người bị thương. Tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã huy động hơn 2.300 lượt tổ công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tổng kiểm soát trên 12.600 phương tiện. Phát hiện gần 660 trường hợp vi phạm, phạt gần 1,8 tỷ đồng, tạm giữ trên 270 phương tiện các loại, tước gần 130 giấy phép lái xe. Trong đó đáng chú ý, vi phạm nồng độ cồn, xử phạt 175 trường hợp, phạt tiền gần 900 triệu đồng, vi phạm về tốc độ 85 trường hợp, phạt gần 100 triệu đồng. Nhìn chung, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao vào ngày đầu và cuối của kỳ nghỉ lễ do nhân dân về quê đi du lịch gây ra hiện tượng ùn tắc cục bộ tại một số cửa ngõ.